các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan Tà Xùa, là một nơi mà rất là nổi tiếng của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Địa điểm này nổi tiếng dành cho những ai mà đam mê các bộ môn như là leo núi hay là trekking, hay người ta còn gọi là săn mây. Nếu ai nói vui vẻ hơn thì đây cũng là một nơi mà để các bạn ngắm hoa đào, hoa mận hết sức là tuyệt đẹp trong cái khung cảnh như này. Ngoài ra còn có cả hoa lê nữa nhé. Khi các bạn lên đúng mùa thì sẽ cảm thấy là sương mù mù mịt như thế này, nhưng bên cạnh song song đó thì vẫn có những cái điểm lệ của hoa đào và hoa mận, hoa lê ha. Bọn mình khởi hành từ Hà Nội và bắt xe Khánh Thịnh với limousine là 900.000 cho hai người. Hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở Tà Xùa. Thời tiết ở đây khoảng tầm 8-9 độ, mây mù răng rối. Theo như thông tin cập nhật được thì là chiều nó sẽ nắng lên và bắt đầu sẽ săn được mây. Nên Tà Xùa cũng là một nơi phải test nhân phẩm nhé. Vừa lấy thì ở đây chẳng có cái gì ăn cả, cũng chỉ có một vài cái homestay để ăn được một phần cơm, một phần thịt rang, một phần cải xào trong 20.000. Cũng ngon, ăn cũng được ha, ăn được mấy chén. Và dự định là ngày mai là sẽ sang homestay Permu, nhưng mà để xem chiều hôm nay có săn được mây hay không. Không có săn được thì có khi bỏ cọc bên đấy để về Hà Nội. Đến với Tà Xùa thì các bạn chắc hẳn phải là việc săn mây rồi. Các bạn sẽ thấy mây mù như vậy. Những cái khoảnh khắc này nó hết sức là chớp nhoáng và có một cái thời gian ngắn thôi nhé. Không thực sự nhiều đâu. Nó chỉ giống vài phút mà khi mà một cơn gió hay là sương mù thổi qua là các bạn sẽ quên mất à. Và may mắn rằng hai đứa mình cũng kịp ngồi tại quán cà phê Mị ơi. Đây là một quán cà phê ở trên cao và hết sức quen thuộc với các bạn trẻ săn mây ở đây và rất là nổi tiếng. Xin chào các bạn, hiện tại bọn mình đang có mặt ở Mị cà phê. Đây là một cái địa điểm rất là nổi tiếng và để cho các bạn có thể săn mây và test nhân cách. Cũng may mắn là hai đứa lên đây thì nhân cách cũng không tệ lắm, cũng đủ 77-49 cộng với thêm 50 tấm nữa là 99 tấm ở đây rồi. Nhưng mà bạn ấy vẫn chưa hài lòng. Bạn ấy vẫn bảo là chết đủ, it's not enough, not enough. Sao? Bạn ấy biểu gì? Không đủ á? Đấy. Thì hiện tại là bây giờ nó cũng đã vãn vãn mây rồi, trời có hơi một chút sương mù nhưng mà cũng khá là còn nhiều mây ở đây. Hy vọng là từ giờ đến chiều thì có thêm được một cảnh mà hoàng hôn ha, có thêm cái ánh nắng rất là đẹp, mọi người xem nhé. Đây là quán cà phê Mị ơi của các bạn trẻ đến từ Thái Nguyên và các bạn một tập hợp với nhau và lập lên. Quán nằm ở trên cao hướng thẳng, chạy thẳng lên sống lưng khủng long á. Dễ thương lắm, quán đẹp và có cái view rất là tuyệt vời. Nước trung bình từ 35 cho tới 40.000. Sau khi ngồi quán thì lạnh quá, bọn mình đã chuyển về quán Táo ơi. Táo ơi thì ngay ở trung tâm Tà Xùa cho nên đi lại cũng rất là thuận tiện và dễ. Đây là một cái khung cảnh. Tiếp đến là chiều hôm đó khi đi ăn, trời bắt đầu mưa nhẹ thì bọn mình bắt đầu mua áo mưa và đi ăn. Trời ơi, khung cảnh nó rét mướt khổ ghê. Đây là một cái khung cảnh tại một quán ăn mà mình thấy rất là đẹp. Nếu như các bạn có điều kiện thì đặt ở phòng ở đây cũng rất là tuyệt vời, đó là đỉnh Tà Xùa. Một trong cái homestay mà mình thấy là đẹp nhất ở nơi này. Và giá phòng cũng không hề rẻ nha các bạn. Ngoài ra thì ở đây còn phục vụ cả ăn uống. Họ nấu ăn theo cách mà đơn giản thôi, nhưng mà rất là ngon và rất là dễ ăn. Vì một phần đồ ăn ở nơi này nó đã rất là tươi và rất là ngon sẵn rồi. Đấy, như các bạn nhìn thấy này, cảnh mịt mù như thế này hết. Và cực kỳ là thú vị khi mà bọn mình đến đây bắt đầu dạo ngắm xung cảnh ở chỗ nơi này xíu cũng rất là tuyệt vời. Thật sự trong những cái homestay mà mình đã tham khảo thì mình ấn tượng với lưu chế và đỉnh Tà Xùa, nhưng mà rất tiếc là lưu chế quá xa. Đây là một số cái họ trang trí lại cái homestay như họ. Đây là cái homestay của họ này, hình chóp mái này cũng rất là đẹp. Và giá như cái ngày mà mùng 5, mùng 6 Tết thì mình đặt đâu đó khoảng 3.200.000 cho một cái phòng như này. Khá là chát ha. Đây là một cái ổ gà. Gà này không phải là gà đen đặc sản của nơi này mà chỉ là gà trắng bình thường. Nhưng vì nuôi ở vùng núi nên thịt nó rất là thơm và ngọt, da dai giòn. Rau thì cùng ăn kèm với chủ yếu là rau cải và son, đâu đó một cái này lá rừng. Sau khi ăn xong thì bọn mình đi về quán cà phê sửa lửa. À quên, cái phần ăn như vậy là một cái nồi lẩu như vậy lửa con là 400.000, cả con là 550.000 nhá. Còn ăn thêm thì mọi người gọi cho món giá trung bình từ 80 cho tới 150.
Khi ăn xong bọn mình về quán cà phê Thảo lại ngồi tiếp tục. Quán cà phê ở đây đến lúc bọn mình tới thì quán không có ai cả. Cửa vẫn mở nhưng mà không có ai. Bọn mình ngồi chán chê thì có bạn ra bảo anh chị ngồi chơi. Mà em đi nhậu đây, nếu mà em say thì em anh chị về đi. Còn nếu mà em không say thì em về khoát nước anh chị. Lúc sau thì có một bạn nữ tới và pha nước cho bọn mình. Giá uống là 50.000 cho một ly cacao. Cái việc đó sau đó là hai đứa ngồi trò chuyện chán chê, thắp lửa đốt lửa mà chẳng có củi gì cả. Sáng hôm sau thì theo như lịch trình thì bọn mình đi sống lưng khủng long để ngắm cảnh và thưởng thức cái không gian của sống lưng khủng long. Thật sự sống lưng khủng long rất là xa và đến đây dường như là mình đã hơi bị thất vọng, không có gì ấy. Ngoài cái việc mà sống lưng như thế và mây xung quanh thôi. Cái việc đó thì đối với bạn nào mà thích sống ảo thì đây cũng là một cái điều tuyệt vời. Điều bất ngờ hơn là khi mà các bạn dậy sớm thì các bạn sẽ được nhìn thấy những cái cảnh như này này. Đó, mây cùng với núi cùng với áng hồng xen kẽ với nhau, đây là một cảnh sắc hết sức là tuyệt vời. Và đặc biệt là bạn đồng hành cùng mình đến từ miền Nam thì đây là lần đầu tiên bạn ấy hưởng thụ cái rét lạnh như vậy và cái không khí này. Và đến với sống lưng khủng long thì bọn mình đến đây thì bắt đầu trời nó đổ mưa và cả hai quyết định là thôi không xuống dưới nữa mà sẽ ngồi ở trên thưởng thức vậy. Vì gọi một xiên thịt nướng và một đĩa xôi ăn với đậu phộng muối cũng là một điều thú vị, thêm một ly cà phê nóng nữa. Vì sao mà mình không tự xuống, tại vì một phần nữa là trời nó mưa ấy. Mà khi các bạn xuống mà áo mưa như vậy ấy, nó mưa to rồi các bạn không lên được mà thời tiết thì đang rất là lạnh, 5-6 độ, nó khá là nguy hiểm ấy nếu như mà sức khỏe không tốt. Thế là hai đứa đứng ở trên ngắm rồi quyết định là chạy về trung tâm, một là dùng để thay đồ trả phòng, hai đó là để ăn trưa và chuẩn bị lên xe về tới Hà Nội. Lưu ý cho các bạn, bạn nào mà từ xa mà đặt ấy, thì nhớ chú ý nhé, tại vì khung giờ đây sẽ là 1-2 giờ người ta sẽ đón vào về Hà Nội là tại 7-8 giờ tối ấy. Đặt vé máy bay khéo bị miss hoặc là bị trễ nhé. Ok, đây là tất cả cái hành trình của mình khi mà đến với Tà Xùa, một cái kỷ niệm đáng nhớ trong cái mùa Tết 2022 này. Và lưu ý rằng đi trên đây thì các bạn nhớ mặc áo ấm và nếu như mà mua được thêm một số cân miếng dán giữ nhiệt thì càng tốt nhé. Vì trên này nó khá là thiếu thốn, nó cũng không có nhiều cái đồ để cho mình mua và sự nhiều sự lựa chọn đâu. Đó, thì tất cả đấy là hành trình. Ngoài ra thì đến đây thì mang cái máy ảnh, đồ quần áo để chụp cùng với hoa đào, hoa mận cũng rất là đẹp. Thật ra hoa đào, hoa mận thì mình cũng nhìn cũng hơi nhảm nhảm rồi, chủ yếu là khung cảnh thôi. Về cơ bản ở đây ấy, không có nhiều chỗ chơi đâu. Mọi người chỉ đi tầm một ngày là hết rồi. 2 ngày 1 đêm là vừa đủ, đừng đi, đừng đặt chuyến nó dài quá. Như bọn mình là đặt tính ra là 2 đêm ở trên này ấy, nhưng mà về sau bỏ vì cảm thấy rằng nó không còn quá nhiều chỗ chơi nữa, thế nên bọn mình đã về. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn.